Thời gian gần đây anh em sẽ thấy rất nhiều các dự án airdrop theo hình thức stake. Bởi vậy khi mà chúng ta hold một số các cái đồng coin tiềm năng mà chúng ta đem đi stake đó, chúng ta còn có cơ hội nhận được airdrop của những dự án đó. Mình có thể kể đến như gần đây có cái dự án Celestia Tia đó đã airdrop cho những holder Atom mỗi một ví từ 250 cho đến 300 đồng tia và thời điểm ATH cao nhất của đồng tia trên các nền tảng sẽ tập trung là khoảng tầm 20 đô la. Tức là anh em có thể nhận về đến 6.000 đô trên một ví khi mà chúng ta hold một cái đồng coin chúng ta vừa không mất số lượng của coi đó mà chúng ta còn gia tăng thêm được tài sản nha. Bởi vậy trong clip ngắn này thì mình sẽ tổng hợp lại cho anh em những cái dự án có tiềm năng airdrop trong thời gian tới theo hình thức stack và đây cũng sẽ là cơ hội để anh em gia tăng thêm tài sản trong cái chu kỳ hồi phục của thị trường. Hello tất cả anh chị em, có các mọi người đã quay trở lại với kênh channel của chip Crypto và mình là Nhất Huy đây. Chúng ta đã thấy rằng gần đây thì bùng nổ lên cái trend đó là stake để nhận được token ở những dự án airdrop trong hệ sinh thái của cái đồng coin đó đúng không? Có thể kể đến như hệ sinh thái của Atom, hệ sinh thái của Tia hoặc là các hệ sinh thái khác. Mình sẽ kể tên cho mọi người ngay ở phần sau đó. Và mọi người sẽ thấy rằng chúng ta vừa có thể hold tài sản, đem đi stake để nhận APY mà mọi người còn có thể nhận được airdrop của những dự án đó cơ và bắt trend luôn thì mọi người sẽ thấy để ý gần đây á thì Badelab có đầu tư vào một cái dự án mới cái dự án đó thì cũng làm về cái mảng di stacking và cũng đang cho chúng ta có thể là săn được airdrop đó ok và để bắt đầu vào nội dung thì như thường lệ thôi chúng ta cảm thấy clip của mình hữu ích thì hãy thả cho mình một like subscribe kênh youtube và nhấn vào thông báo lên nhé để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này và mọi nội dung ở trong clip chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi không phải lời khuyên đầu tư tài chính nhá đồng hành với chúng ta trong clip ngày hôm nay đây có nền tảng của sàn MEC và MAC thì mọi người biết rất là lâu rồi đây sẽ là một nền tảng sàn tối ưu nhất về cái đồng coin của sàn là cái đồng MX đó bởi vậy nếu mà anh em cho có tài khoản của sàn MAC chúng ta sẽ đăng ký ngay cái link đối tác ở dưới phần mô tả của video mọi người sẽ nhận đến là 100 USDT nhá đây sẽ là chương trình độc quyền đến từ kênh YouTube của mình còn 87 ngày nữa cụ thể như sau này anh em chúng ta hoàn thành KYC đầu tiên thì mọi người sẽ nhận được 10 đô la bonus trading số tiền này anh em có thể là chơi trong cái mục future đó để chúng ta có thể nhận thêm phần thưởng khác hoặc là chúng ta có thể rút lời về nhá đó chúng ta có thể là xem ở đây tiếp tục lần đầu tiên mọi người mở đòn 7 đối với cả tài khoản mới từ x20 đến 200 thì mọi người sẽ nhận được tiếp tục đó là 5 đô la và mọi người tích lũy hơn 15.000 vô nhá 15.000 đô vô anh em sẽ nhận được 5 đồng mở x là đồng coi của sàn nhá Ok chi tiết chương trình thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video đây sẽ là sự kiện độc quyền đến từ kênh YouTube của mình nhá quay trở lại đối với cả nội dung chính thì Mọi người nhớ cho vào trong cộng đồng channel Telegram của mình ạ mình có để hết ở dưới phần mô tả của video. Ở trên đó anh em sẽ được cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường, phân tích về những dự án an coi về cả Bitcoin và đặc biệt là những dự án airdrop nhá. Bởi vì có nhiều dự án airdrop thì mình sẽ không thể làm clip cho anh em trên YouTube được. Một số airdrop làm nhanh thôi, bởi vậy thì mình chỉ biết thôi, mình không quay clip nhá. Ok, và ngoài ra anh em nhớ follow nền tảng Twitter của mình nếu mà quan tâm đến các kèo anh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhá. Thời gian vừa qua thì trên nền tảng Twitter trong khoảng thời gian hơn 2 năm đó, mình côn cho mọi người trên này rất nhiều các dự án đã đổi vị thế của chúng ta luôn đồng thời như vậy thì hiện tại mình có mở một cái nhóm trading theo vote của anh em đó và trong nhóm trading đó thì mọi người sẽ được cập nhật thường xuyên về những kèo chơi ngắn hạn trung hạn và dài hạn và được phân tích cho anh em về những đồng coi hiện tại chúng ta đang nắm giữ có tiềm năng hay không đó cũng như là phân bổ vốn nhá ok bắt đầu vào nội dung ngay ạ thì uh, trendstack chúng ta đã thấy rằng gần đây có rất nhiều các dự án đã đình đám nổi lên đúng không và gần đây tiếp tục đó là những ai mà chúng ta không bán cái đồng kia đó mà đem đi stack thì mọi người sẽ tiếp tục nhận được cái đồng alt cái đồng ở đó mà đã listing trên nền tảng sàn Binance và nhiều sàn lớn khác đó thì thông tin đó đã được mình cập nhật trên nền tảng của trang và rất nhiều những dự án khác hoặc là chúng ta sẽ nhận được ichop cái dự án Dim gần đây đó nhưng ai mà chúng ta tham gia trải nghiệm trước đó hoặc là một số các dự án khác nhé cũng như là stack atom thì sẽ nhận được đồng doki hoặc là stack sol thì sẽ nhận được cái đồng gto rất nhiều những dự án đã drop thành thức như vậy rồi và chúng ta sẽ bắt đầu ngay đối với cả một số dự án và những điều chúng ta sẽ cần phải lưu ý khi mà tham gia cái mảng đó sách kênh nhé đối với cả mảng này thì chắc chắn là mọi người sẽ cần phải lựa chọn những cái dự án tiềm năng đúng không đang có một cái hệ sinh thái phát triển tốt hoặc là cũng đã build một khoảng thời gian rồi cũng đã có một cái đội backer và gọi vốn cũng rất là ok đó thì mình sẽ điểm lại cho anh em những dự án hiện tại tiềm năng và số lượng nhé để cho chúng ta có thể tham khảo sách vào trong cái top có thể nhận được airdrop của dự án đó nhé như cái dự án CNTAT thì vừa rồi mới công bố thêm một cái vòng airdrop của dự án SLAYER đó thì họ sẽ yêu cầu đó là min là 35 đồng tia bởi vậy thì mình sẽ liệt kê cho anh em đầu tiên sẽ là hệ sinh thái của Atom nhé anh em sẽ thấy rằng mình cập nhật cho anh em về Atom trước đi bởi vì mọi người rất là quan tâm đối với cả đồng coi đó đúng không giá của đồng coi hiện tại đang là 9.2 đô la và nếu mọi người nhìn về những đồng coi tốt gọi là coi tốt cũ thì hiện tại đây Atom trong khoảng thời gian vừa qua thì hầu như là chưa bay nhiều lắm. Và trước đó thì mình đã côn cho mọi người một sóng của cái đồng coi này rồi. Anh em sẽ nhìn thấy nếu mà nhìn ở trên công ngày thì nó đang ở gần khu vực hỗ trợ đó. Và nếu mà về sâu hơn nữa thì đâu đó khoảng tầm 6 đô la. Anh em cũng sẽ thấy hôm trước thì cái lúc mà thị trường phút và khoảng thời gian năm 2022 đó, lúc đó thị trường sụp đổ bởi Luna Aptech ạ thì đồng coin này rơi sâu nhất về khoảng tầm 5 năm x đô la đúng không? Và hôm vừa rồi đây thì khoảng thời gian tháng 10 thị trường bị giảm cũng tương đối nhưng mà chắc chắn nó sẽ không phút lớn như trước đây rồi. Nhưng mà đồng coin này cũng đã test về quanh cái khu vực khoảng tầm 6 đô la và sau đó thì bật tăng trở lại. Và nếu mà anh em quan tâm đến cái đồng Atom là cái đồng native token hiện tại mà rất nhiều các dự án đã phát triển ở trên hệ sinh thái của cái đồng coin này như là cái dự án Tia, ING, Fed hoặc là nhiều dự án khác đã bùng nổ cực kỳ là mạnh trong khoảng thời gian vừa qua đó thì anh em sẽ thấy rằng cái đồng coin atom nó như là một cái đồng coin để gọi là cơ chế chúng ta tham gia stack nhận được rất nhiều các airdrop trước đó như là dự án osmo và nhiều dự án khác nhé mình sẽ cập nhật cho anh em một chút về cái đồng coin này vừa rồi sẽ là biểu đồ về chạt giá còn thông tin gần đây nhất của dự án thì sao anh em sẽ quan tâm đến lạm phát của token và token này có tiềm năng tăng giá hay không đúng không thực ra nếu mà chúng ta tham gia stake ấy, thì đúng cả đồng atom nhé mình đánh giá cũng là một cái dự án rất là ok cho mọi người tham khảo đầu tư nhưng mà anh em sẽ cần phải lưu ý giúp mình bởi vì gần đây á, có một cái thông tin liên quan đến lạm phát token của cái đồng coin này có liên quan à lạm phát nhá thông tin này đây thì đã được mình cập nhật trên nền tảng trên đầu telegram đó là vào ngày 23 tháng 1 vừa qua thì cộng đồng Cosmos đã từ chối đề xuất giảm lạm phát của cái đồng Atom xuống 0%. Tức là hiện tại đây đang có một cái đề xuất 868 vừa rồi anh em xem ở trên màn hình đó. Là cụ thể từ 7% xuống 0% nhé. Và bỏ phiếu này thì diễn ra trong vòng 2 tuần. Đề xuất thì với cái mã hiệu vừa rồi đó. Vì cái lý do lo ngại tác động đối với cả an ninh mạng của Cosmos đó. Bởi vì nếu mà đề xuất này được thông qua nhá thì 2 phần 3 lượng công token của Atom sẽ được stack và như vậy thì rất lo ngại về vấn đề bảo mật và an ninh mạng của Atom nhá. Và nhiều anh em thì chưa hiểu về hình thức stack Có nghĩa là các cái validator hiện tại thì họ sẽ tạo ra block nhá và những holder là chúng ta đang giữ cái đồng Atom chúng ta muốn gia tăng thêm lợi nhuận APY hoặc là mọi người muốn nhận airdrop của những dự án DApp ở trong Atom thì chúng ta có thể ủy quyền số token đó được stake cho các validator đó nhé. Đồng thời như vậy thì mọi người rất là quan tâm đối với cả token USK của Atom đúng không? Bởi vì chúng ta đầu tư mà chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về token đó. Nếu mà token lạm phát lớn ấy, thì sẽ không có tiềm năng phát triển mạnh đâu và thậm chí thì còn có thể là bị áp lực bán cực kỳ lớn cơ. Cái token Atom này đây thì sử dụng cho phí giao dịch nhé, cũng như có hoạt động về quản trị và bảo mật ở trên mạng lưới của Atom. Và nếu mà lạm phát giảm nhiều ấy thì giá của token chắc chắn là sẽ có tiềm năng tăng trưởng, đơn giản như vậy thôi, hiểu dễ như vậy nha anh em. Và anh em sẽ nhìn lại đi, ở đây thì có đến 48,6% là từ chối nhá, trong đó thì chỉ có 25,1% là đồng ý mà thôi. Còn lại thì khoảng tầm 26% là họ bỏ phiếu chống đó. Cái thông tin về Atom thì anh em sẽ cập nhật ở trong cộng đồng channel Telegram của mình. Ok và phần đầu thì mình có cập nhật qua cho anh em về cái đồng Atom đó để mọi người sẽ thấy cái tiềm năng của nó. Thứ nhất, mặc dù thì nó bị từ chối ở trong cái đề xuất gần đây nhưng mà không phủ nhận rằng hệ sinh thái của Atom thời gian vừa qua đã bùng nổ cực kỳ là mạnh với những đề app và những đồng coin đã có tiềm năng phát triển ít cả vài chục vài trăm lần đó bởi vậy đầu qua Atom sẽ là một lựa chọn cho anh em tham gia đầu tư với cái market cap hiện tại khoảng tầm 3 tỷ đô nha Ok bây giờ đây thì mình sẽ quay trở lại đối với cả những đồng coin ở trong hệ sinh thái của Atom khi mà chúng ta đem đi stack và stack ở đâu với cái số lượng bao nhiêu thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được airdrop trong tương lai của những dự án phát triển ở trong hệ sinh thái của những dự án đó nhé Đầu tiên sẽ là cái đồng Atom. Atom thì anh em sẽ cố gắng giúp mình đó là min từ 25 đến 50 đồng nhé. Đó là mua để đem đi stack đó. Còn stack ở đâu thì lát ở đây. Xong cái mục Atom mình sẽ sâu cho anh em xem nhé. Tiếp theo đó là các cái đồng coi ở trong hệ sinh thái của Atom thì có cái đồng tiền đúng không? Gần đây mới nổi đó. Anh em sẽ nhìn chạt của cái đồng tiền trước đi. Sau đó thì mình sẽ đưa cho anh em về cái số lượng nhé. Hiện tại đây thì cái đồng tiền đã tăng trưởng cực kỳ là mạnh. Anh em thấy chưa? Từ 1.9 listing và lên 20,3 đô la. Tức là anh em nhận được Airdrop thời gian vừa qua thì mọi người cũng được đâu đó khoảng từ 5 đến 6 nghìn rồi Đấy là chỉ sách thôi nhá Sách Atom và không may nhận được cái đồng tiền đó, rất là ok luôn Thì với cái giá hiện tại 18.3 và market cap cũng lớn rồi, lớn tương đối gần bằng Atom cơ Thì vào tầm này thực sự rất là rủi ro Nhưng mà mình sẽ đưa cho anh em một số các cái con số để mọi người sẽ nhận được Airdrop trong tương lai Của những đồng coin mà chúng ta tham gia sách kênh đồng tiền nhá là mọi người sẽ cần phải stack tối thiểu khoảng từ 35 cho đến 65 đồng. Tại sao đưa ra cái mức này thì gần đây cái dự án ở họ đưa ra cái min đó là 35 đồng. Còn nếu mà nhỏ hơn thì anh em có thể cố gắng min giúp mình là 25 đồng nhá. Trước đây cũng có một số dự án họ đưa ra yêu cầu là nhỏ hơn á, cái số tia khoảng từ dưới 20 gì đó cũng có luôn. Nhưng mà mình đang đưa ra những số lượng như vậy để chúng ta có thể lọt vào trong những top tham gia stack ở trên nền tảng của tia nha. Ok và xong tia thì mọi người sẽ đến đối với cả dự án Energy dự án ở đây thì cũng đã được mình cập nhật khá là nhiều rồi đồng coin này tăng trưởng cực kỳ là mạnh luôn nếu mọi người nhìn vào khoảng thời gian là từ đầu năm 2023 nha anh em cho đến thời điểm hiện tại đây thì Energy đã tăng trưởng x vài chục lần x hơn 30 lần rồi ATH thì là x khoảng tầm 45 lần và nếu mà chúng ta tham gia stack Energy để nhận airdrop trong tương lai thì mọi người sẽ stack đâu đó khoảng 25 đồng nhá còn nhỏ hơn thì min khoảng tầm 10 đồng các cái tiêu chí này đây thì mình cũng lọc ra để chúng ta cố gắng vào được trong cái top chúng ta nhận được trong tương lai của một số dự án nhé có thể là có nhiều dự án họ sẽ yêu cầu sách nhiều hơn đó, nhưng mà sẽ có những điều kiện tối thiểu ok đến với cả dự án tiếp theo đó là dự án C nhé dự án C thì ra vừa qua lời một ạ cũng đã listing và cũng đã airdrop cho những người chúng ta trải nghiệm test đúng không nhưng mà cái số lượng airdrop thì không lớn thời gian vừa qua thì cũng đã phát triển tương đối rồi nếu mà chúng ta tham gia sách C ấy, thì mọi người sẽ cần phải sách khoảng 500 nha anh chị em và min sẽ là 250. Đó. Còn tiếp tục như vậy sẽ có một cái đồng nữa gọi là đồng Cuji đó. Đồng con này đây thì mình đánh giá cũng rất là ok luôn. Với cái market cap đó, thời điểm hiện tại là khoảng tầm 500 triệu nhá. Cái đồng coi Cuji này đây thì mọi người sẽ mua ở đâu ạ? Mình sẽ sâu cho anh em xem luôn nhá. Đầu tiên sẽ là nói về số lượng nha anh em. Đây là cũng lọc từ những cái dự án khác nhau cũng đã drop trước đó rồi đó. Thì sẽ đưa ra cho anh em cái thông tin lời khuyên mà thôi. Ok, cái đồng Kuji này đây thời điểm hiện tại mình làm clip ba là 3.17 đô la và mà cách cap khoảng 388 triệu nhá. Anh em có thể là stack ở trên website chính thức của nó luôn. Mình sẽ sâu cho anh em ở dưới phần cuối của clip cái phần của Atom đó hoặc là mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video hết cho anh em nhá. Mọi người không cần phải lo đâu. Ok và số lượng để stack Kuji thì nhỏ nhất min khoảng tầm 50 đồng và có hơn nữa thì mọi người có thể là stack 100 đồng nhá. Đây chỉ là một số các cái thông tin số lượng đưa ra mà thôi. Còn nếu mà anh em vốn dày nhiều á, chúng ta không dùng đến thì mọi người có thể là sách số lượng nhiều hơn nhá. Nhưng mà mọi người sẽ cố gắng làm sao lọc những dự án tốt hơn để chúng ta sách ạ. Mà vị thế của nó ok hơn. Như là vừa rồi mình nói qua thì có cái Atom hiện tại vị thế vẫn tốt hơn so với cả một số dự án khác. Cũng đã ít vài chục lần rồi nhá Ok và tiếp tục thì sẽ có cái đồng Osmo đó. Đồng Osmo thì trước đây những ai mà chúng ta sách Atom mọi người cũng sẽ nhận được một số lượng Osmo đáng kể luôn á. Hiện tại Osmo thì cũng có mặt ở trên nền tảng sản tập trung đó là Binance và một số các cái sàn khác thì chúng ta có thể là mua trực tiếp luôn Osmo hiện tại giá đang là 1.6 đô la và nếu mà chúng ta nhìn ở trước tuần thì thời gian vừa qua nó cũng đã có một cái nhịp boom đáng kể đúng không anh em có thể là cân nhắc các cái nhịp giảm của nó về đó khoảng dưới này nhá thì chúng ta có thể là cân nhắc giải lệnh và mua thì min để xách cái đồng Osmo này nhận airdrop trong tương lai là khoảng tầm 100 đồng và có hơn nữa thì mọi người cố gắng khoảng tầm 300 nhé để lọt vào trong cái top stack đó và tiếp tục đó là cái đồng Odin đó. Odin thì thời gian gần đây có cái dự án Doki vừa rồi thì mới i cho những holder atom và holder ordin nhé odin ạ thì chúng ta có thể là mua đâu đó khoảng min là khoảng một nghìn đồng nhá đó là điều kiện của cái dự án doki còn uh, nhiều hơn nữa thì sẽ là khoảng tầm hai nghìn đồng đồng quan đây thì thực sự hiện tại xem về các cái validator ạ, phát triển trên đó thì nó vẫn chưa được nhiều đâu anh em nếu mà không quan tâm thì chúng ta có thể bỏ qua cũng được còn nếu mà chúng ta có vốn nhỏ thì chúng ta có thể tham khảo thêm cái đồng ordin nhé Ok cái đồng coin này thì hôm trước mình có cô cho anh em ở trong nhóm trading nhá, cũng đã được lời khoảng 50% đến GRX2 sau đó nhá. Tiếp tục thì sẽ là cái đồng Manta. Ok Manta thì thời gian gần đây mới I top cho người dùng đúng không? Cái giá của đồng Manta thì trong những ngày vừa qua cũng đã tăng trưởng đáng kể rồi. Chúng ta có thể nhìn lại cái giá của đồng Manta nhá. Đồng coin này thì hệ sinh thái phát triển cũng rất là tốt luôn, đặc biệt cái đội backer rất khủng đó. Giá hiện tại đang là 2.96 thì nếu mà chúng ta tham gia sách của Manta, mình nghĩ rằng sớm thôi chúng ta sẽ nhận được i-top trong hệ sinh thái này nhé. Đâu đó min sẽ là khoảng tầm 500 đồng nhé Mình đã có một clip riêng để hướng dẫn cho anh em tham gia sách kênh đồng Manta này đó, Anh em sẽ kéo xuống dưới và mọi người sẽ nhìn thấy có một clip là hướng dẫn này Sách Manta cơ hội Airdrop nhé Cái này khoảng tầm 12 ngày mà thôi nha Ok và như vậy là xong cái mục liên quan đến Atom đúng không? Bây giờ đây mình sẽ sâu cho anh em để chúng ta có thể là tham gia sách đối với cả cái dự án Atom thì mọi người sẽ vào trong ví Kipler của anh em nhé. Anh em sẽ click vô vào cái mục đó là Kipler Dark Rat đó. đó nó sẽ tự chuyển cho anh em sang cái website để stack và vào trong ngày đây thì anh em có thể sách những cái đồng coi vừa rồi nhé chúng ta nhớ giúp mình đó là mọi người sẽ mua các cái đồng coi đó ở trên các cái sàn tập trung đó sau đó thì mọi người sẽ tạo một cái ví kippler nhé thì sau đó mọi người sẽ tiếp tục add các cái mạng này vào và khi mà chúng ta tạo xong thì đa phần là có đầy đủ tất cả các mạng này rồi và mọi người sẽ copy giúp mình từng địa chỉ ví một nhá ví dụ anh em mua atom ở trên sàn oakex hoặc là sàn nào đó thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví này và mọi người dán vô vào mục gửi đi nhé và đa phần khi mà chúng ta gửi ấy, thì nó không yêu cầu cái menu đâu nó sẽ có cái mục đó là yêu cầu menu đó cái mục nào đó có nghĩa là chúng ta gửi từ ví này về sàn đấy thì mới có cái menu mà thôi còn đa phần gửi từ sàn lên ví thì không cần yêu cầu menu đâu nhé bỏ qua mục đó luôn và chúng ta sẽ gửi lên trên này từ đó mất khoảng từ vài phút thôi thì anh em sẽ nhận được cái số thu ở trên này và mọi người tiếp tục truy cập vào website ở trên này đây để chúng ta tham gia sách này anh em sẽ click sang cái mục đó sách kinh nhá đó ở đây là một cái ví mình sách và sâu cho anh em xem demo đó thì ở đây mọi người sẽ lựa chọn các cái validator giúp mình nhé Thực ra liên quan đến Atom thì mình cũng đã quay clip cho anh em trước đó rồi nhá Anh em sẽ click cho vào cái mục của Atom đây Thì mọi người sẽ thấy dưới này có rất nhiều các cái validator khác nhau Và mọi người lưu giúp mình lựa chọn các validator từ top 10 nhé Từ top 1 đến top 10 đó Thì sẽ an toàn hơn cái một commission ở đây có nghĩa là anh em sẽ cần phải trích lợi nhuận lại cho các cái validator đó. Ví dụ như đây của Coinbase đó. Các cái validator này thường sẽ là những tổ chức lớn hoặc là cá nhân á. Nhưng mà đa phần sẽ là những tổ chức lớn nhá Ok, đó là thông tin liên quan đến validator. Anh em lựa chọn này và mọi người sẽ lựa chọn vào mục stack này. Tiếp tục như vậy anh em sẽ chọn continue. Và anh em sẽ điền số lượng như đây nhá Ở trên ví của anh em sẽ hiển thị số lượng và chọn mắc hoặc là như thế nào đó tùy anh em nhé. Chọn stack thôi. Ok, và thời gian unlock stack ấy, sẽ là 21 ngày. Anh em lưu ý giúp mình cái phần đó và mình cũng đã có clip hướng dẫn cho anh em rồi nhá. Chúng ta chỉ cần lên kênh của mình và có tất cả những cái thông tin mà mình nói ở trong clip là có hết thôi. Và tương tự như vậy đối với cả đồng tia, đồng energy nhá. Còn cái đồng kuji thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video cho anh em nhá. Tiếp tục thì mọi người sẽ sang dự án tiếp theo, đó là dự án bên hệ sinh thái của Sol. Thì thời gian gần đây có cái dự án Pi thờ đó. Dự án này thì làm về cái bảng Oracle nhá. Và mình đã cập nhật cho anh em về cái dự án này, thậm chí thì đã côn cho anh em tham gia đó, dự án được x2 luôn nhá. Đây này, anh em sẽ nhìn lại cái thông tin mình côn cho mọi người về cái dự án Peter và phân tích cho anh em nhá. Dự án này thời điểm mình côn cho anh em đó là khoảng tầm 0.3 đô la và dự án này thì làm về cái mạng Oracle ở bên hệ sinh thái của Sol và thời gian vừa qua thì hệ sinh thái này bùng nổ rất là mạnh rồi. Tuy nhiên á, dự án mặc dù là mới nhá, nhưng mà phát triển rất là mạnh luôn các cái đĩa app build trên đó và đứng sau chỉ mỗi link mà thôi nha. Cái thông tin về on chain thời gian vừa qua đó rất là ấn tượng luôn. Và anh em biết rồi, Linh là một cái dự án mà cũng đã build một khoảng thời gian rất là lâu đó Peter đi sau nhưng mà lại đứng sau mỗi linh vượt qua rất nhiều các dự án đang làm về mảng Oracle đúng không Ok về cái dự án Peter này thì anh em sẽ cần phải sách tối thiểu là từ 500 đến 1.000 đồng nhá và để làm thế nào đó chúng ta tối ưu được cái đồng Peter đó hiện tại ngày hôm nay đây thì mình có cập nhật cho anh em đó là những anh em mà trước đây chúng ta sách theo hướng dẫn của mình nhé mọi người sách xong rồi thì anh em sẽ nhận được cái point ở bên cái dự án đó là Zero Land đó đây là mình sâu cho anh em xem luôn này gọi là tối ưu tất cả các mảng stack nhá anh em stack rồi nhưng mà mọi người còn có cơ hội nhận airdrop của những dự án đó cơ bởi vậy chúng ta có thể là tối ưu nha. đây mình có một cái hướng dẫn cho anh em đây ở trong mục stacking của Peter thì mọi người sẽ cần phải có cái ví đó là Solar hoặc là Phantom nhá là cái ví này đây anh chị em đó chúng ta cài vào ví thì nói chung là tất cả các clip trước hoặc là trên các nền tảng sân nền sinh thái của Sol ấy, thì mọi người sẽ cần phải hai cái ví này một trong hai ví nhá đó chúng ta mua Sol lên trên này và mọi người sẽ swap từ cái đồng Sol sang cái đồng Peter hoặc là có thể mua trực tiếp cái đồng Peter này ở trên các nền tảng sản tập trung và chuyển vào mạng lưới Sol lên trên ví của Sol nhá. Anh em nhận được Peter rồi thì mọi người sẽ vào website ở dưới phần mô tả của video đó và chọn một sách đây, chọn số lượng và chọn sách nhá, tối thiểu 500 và cao hơn nữa là khoảng tầm 1000 2000 tùy anh em nhá. Và chúng ta có thể là chia nhiều ví cũng được. Và nếu mà các dự án đó ai chóp thì biết đâu được chúng ta sẽ nhận được nhiều ví thì sao đúng không? Ok, tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ chuyển sang cái mục đó là profile ở trong một profile này đây thì anh em sẽ dán vô giúp mình cái địa chỉ ví IPM là cái địa chỉ ví mà mắt của anh em đó và chọn submit nhé để nó đồng bộ ra với đó để chúng ta sẽ nhận có cơ hội nhận thêm được airdrop của cái dán Zeroland đó bởi vì ngày hôm nay đây thì Zeroland họ mới mở thêm đó là chúng ta stack kênh cái đồng Peter thờ thì mọi người sẽ nhận được cái point của Zeroland và Zeroland thì cái point đó sẽ được quy đổi sang token Zero thực sự mà nói như kiểu là chúng ta nhận airdrop quanh năm á nhưng mà có rủi ro nào khi mà chúng ta tham gia stack á rủi ro ở đây nếu mà chúng ta đã tham gia lựa chọn các validator ở top đầu rồi thì cũng không quá lo lắng về vấn đề rủi ro đó là bị rút boom hoặc là vấn đề gì đó đâu rủi ro thì chủ yếu liên quan đến vấn đề đó là cái đồng coi đó bị trượt giá mà thôi nha còn tất nhiên rồi khi mà tham gia đầu tư thì điện tử thì có rất nhiều các rủi ro khác nhau đúng không quay càng cao thì rủi ro càng lớn mọi người nhớ giúp mình cái mục đó nhá ok và đối với cả cái đồng peter thì mọi người nhớ giúp mình thứ năm hàng tuần nhá vào trong cái mục đó là Land này mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn nhá và mọi người sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có cái mục vote nhá anh em sẽ kéo xuống dưới nhá mọi người được một chút nhá nó sẽ hiển thị ra cái mục đó là start thì đó anh em sẽ click vô vào cái mục này giúp mình này nó hơi lag một chút nhá đó và mọi người sẽ click vô vào đây mọi người gọi cho mình đó từ yes nhá anh em sẽ chọn vô là mục send ít giúp mình nhá đó nó sẽ hiển thị lên cho mọi người mà thôi vào thứ năm hàng tuần nha anh em mọi người nhớ có link ví giúp mình đó và chọn send đi để tham gia vote đây nhá bởi vì nhiều dự án họ cũng chop uh, e theo hình thức đó là chúng ta đã tham gia vote ở trên nền tảng đề xuất đó nhá và chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục đối với cả trong hệ sinh thái cốt mốt thì anh em cũng làm tương tự như vậy nhé chuyển sang mục GovLand này đó và mọi người sẽ lựa chọn dưới này đây có rất nhiều các vote đề xuất đúng không ví dụ nhá cho anh em nhá hiện tại có những đề xuất nào đang được đưa ra đó, anh em sẽ click vào cái mục vote này và xem số lượng vote nhiều ở đâu thì mọi người sẽ chọn confirm mà thôi cái này thì mọi người stack sẽ có cái power để chúng ta chúng ta vote nhá anh em cái này không mất gì cả đâu ok và xong đối với cả dự án peter thì đến với cả hệ sinh thái tiếp theo đó là ethereum hệ sinh thái này thì khả năng rất nhiều holder đó đang xem clip của mình thì mọi người cũng đang nắm giữ một số lượng eth đáng kể đúng không? À, thì thay vì chúng ta hold ở trên sàn, chúng ta có thể đem đi stake nhá, một số cái nền tảng để chúng ta có thể là gia tăng thêm lợi nhuận của mọi người, quan tức đó là nhận airdrop của những dự án đó hoặc là chúng ta nhận APY nhá. Thì mình có tổng hợp một số dự án mà thôi, thực ra có nhiều dự án lắm, hoặc là chúng ta có thể staking trên Lido Finance đó. Hiện tại trên Lido thì mọi người chỉ nhận được APY mà thôi nha. Ok. Ở đây thì hiện tại mình sẽ liệt kê có cái dự án Enzileo đó là một dự án rất là hot luôn đó và sắp tới vào ngày mùng 5 nha anh tra, mùng 5 tháng 2 sắp tới lúc 2 giờ sáng đó. Cụ thể thì dự án Engineer này là một cái dự án được FOMO rất mạnh luôn, khoảng thời gian cuối năm 2023 nhá. Thời điểm đó khi mà chúng ta tham gia sách á, cái phí ga mỗi một lệnh chúng ta ký cũng mất từ vài chục đến tầm trăm đô rồi. Cực kỳ là FOMO luôn đúng không? Và nếu mà chúng ta tham gia sắp tới đây thì sẽ có thêm một cơ hội nữa để cho chúng ta sẽ nhận được airdrop của cái dự án này trong tương lai gần nhá. Đó, 2 giờ sáng nó đổi lệch cho nha anh chị em. Vào ngày mùng 5 tháng 2, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 nha. Nó sẽ mở thêm cho anh em một cái pool nữa là 200.000 đô ETH đó, cho Zstack ở trên nền tảng của Enzin. Đây coi như là một công đôi việc nhá. Một công đôi ba việc đó. Chúng ta vừa săn airdrop của cái và chúng ta vừa săn airdrop của dân Engineer nhá. Và min cho cái sách này á là chúng ta sẽ cần tối thiểu từ 0.1 cho đến 0.25 nha anh chị Đối với cả nền tảng Square thì mình nghĩ rằng khả năng thời gian tới anh em sẽ nhận được airdrop sớm mà thôi, trong quý 1 thôi nhá. Đâu đó khoảng tầm 1 2 tháng tới nhá. Đó thì mọi người sẽ stack cái đồng ETH của mọi người đây, mạng lưới Ethereum nhé. Mọi người sẽ nhận được đó là cái đồng W STW nhé. Sau đó thì cái đồng này anh em sẽ đem đi stack ở trên Engineer khi mà họ gọi là mở pool ra đó. Và thông tin đó sẽ được mình cập nhật trên nền tảng trên Mọi người nhớ cho trong đó và bật thông báo lên nhé. Mình sẽ công bố cho anh em thông tin đó. Ở trên đó thì mọi người sẽ có cái đường link để chúng ta tham gia stack nhé đó engineer thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho mọi người luôn và đối với cả dự án swell này khi mà chúng ta tham gia sách ở trong cái mục đó là voi map thì anh em sẽ nhận được cái viên ngọc này và cái viên ngọc này sẽ là cái tiêu chí để cho anh em sẽ nhận được airdrop của swell trong thời gian sắp tới nhé và đồng thời như vậy thì mọi người tiếp tục tham gia engineer mọi người tiếp tục nhận airdrop của dự án đó nói chung một công sách eth anh em sẽ nhận được airdrop của hai dự án luôn rất là ok và sau hai cái dự án đó thì sẽ đến đối với cả dự án phải Finance nhá. Vừa rồi anh em tham gia chapter 1 đấy thì hoàn toàn miễn phí, ở chapter 2 này đây thì anh em sẽ cần phải stack cái đồng STETH Làm thế nào để có thì mình có để hết ở trong cái phần mô tả của video để cho mọi người đọc qua cái bài này và anh em sẽ làm theo một thôi. kể cả người mới chúng ta cũng làm được nhá. Bởi vì mình viết rất là dễ và chi tiết, anh em chỉ cần click cho link đó, swap cái đồng ETH sang cái đồng STETH và mọi người đem cái đồng STETH này tham gia stake ở trong cái nền tảng của Bookbook Finance là một dự án được Binance đầu tư chính thức luôn á và khả năng rất cao sẽ được listing trên nền tảng của Binance. Bởi vậy thì mọi người đừng bỏ lỡ qua dự án này nhá. Rất là tiềm năng cho mọi người tham gia mảng gọi là di staking nhá. Ok và cái dự án tiếp theo đó là dự án Balad nhá. Dự án này thì khá là hot, Rai vốn được khoảng tầm hơn 20 triệu đô la bởi Paris và một số quỹ khác đó và khi mà chúng ta tham gia sách nền tảng của Ballast thì mọi người sẽ nhận được Airdrop trong tương lai của cái dự án này. Ở trong bài post của mình thì sẽ hiển thị ra cái thông tin về các cái mốc thời gian để cho anh em tham khảo khi mà chúng ta gọi là cái hình thức giam vốn nha anh em. Đó sẽ có khoảng thời gian cho mọi người rút cái đồng Ether ra đó. Ok và trước đây thì có cái dự án của Manta đúng không? Chúng ta cũng tham gia sách để nhận FT và nhận được airdrop của cái dự án đó qua FT đó. Và tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đến đối với cả những dự án tiếp theo. Ở trong clip này thì mình sẽ đề xuất thêm cho anh em hai dự án lần một thời gian vừa qua rất là hot, đó là dự án Sui và abt Cũng đã a và bán public C cũng như là Wallet rồi đúng không? Sui á thì thời gian vừa qua tăng trưởng cũng rất là ok, rất là mạnh luôn anh em. Chúng ta có thể tham gia stake cái đồng Sui này nhá. Với min là 100 đồng Sui nha anh em. Có những dự án liên quan đến stake ETH ấy, anh em cố gắng làm sao đó là trên 0,1 1 ETH nhá thì sẽ gọi là ok hơn đó. Dự án Sui này thì mọi người cố gắng là trên 100 đồng Sui đó và tham gia stake ở đâu? mọi người sẽ vào trong cái ví xui đó xui bố là đây sẽ là cái mục hiển thị cho anh em để staking cái đồng xuôi nha đó vào trong ví thì sẽ click cho vào cái mục đó stack and xuôi ơn đó ở đây anh em sẽ lựa chọn các validator và tham gia stack thôi mọi người sẽ có cơ hội nhận được airdrop của dự án của những dự án gọi là build trong xuôi trong khoảng thời gian sắp tới gọi là có thể thôi nha anh em tiếp tục như vậy thì sẽ là cái dự án áp top nhá áp top ấy thì mọi người sẽ stack ở đâu áp top thì có cái đồng apt đúng không thời gian vừa qua thì đã airdrop cho người dùng một khối lượng tài sản cực kỳ lớn luôn khi mà chúng ta chỉ min một APT không mất gì cả, mọi người sẽ nhận được 150 đồng áp Còn những ai mà chúng ta tham gia trước đó thì mọi người sẽ nhận được khoảng tầm 300 đồng hoặc là chạy nốt của dự án đúng không? IPT thì đây, anh em sẽ staking ở trên validator trực tiếp cái địa của nó luôn nhá, là cái mục đó là Quick Swap đó anh chị. Ở đây thì mình sẽ sâu cho anh em xem luôn. Hiện tại thì cái số dư mà họ đang stake trên nền tảng này đó là 126 triệu cái đồng IPT rồi. Anh em vào đây và lựa chọn validator đang có số lượng APT stack nhiều đó nhá. Nói chung thì cứ ở trong top 10 mà thôi tham gia staking giúp mình ở đây là khoảng tầm 100 đồng gì đó nhé hoặc là ít hơn thì có thể 50 đồng nhưng mà cố gắng 100 đồng để vào trong cái top rank ở trong cái validator đó nhé Ok và như vậy thì qua clip ngắn này mình cũng đã tổng hợp lại cho anh em về những dự án tiềm năng đó mình có liệt kê lại cho anh em những cái dự án gọi là cũng tiềm năng để cho anh em tham gia đầu tư trong chu kỳ dài hạn cho cái chu kỳ uptrend đó thì có cái dự án Atom đúng không và các đồng coin ở trong hệ sinh thái của Atom và dự án của ETH cũng như là các cái dự án lời một như là Suyo ABT nếu mà chúng ta hiện tại đang có tài sản mà chúng ta không dùng đến tới ấy, hoặc là chúng ta hâu ấy còn những ai mà chúng ta gọi là trader hoặc là ít vốn thì mình cũng không khuyên anh em giam vốn đâu bởi vì mọi người sẽ rất là sốt ruột nha cái kèo này chủ yếu gọi là kiên nhẫn mà thôi chúng ta gọi là đầu tư và tham gia sách kênh và nhận lợi nhuận của chính cái dự án đó và đồng thời thì chúng ta sẽ có cơ hội nhé gọi là có cơ hội nhận airdrop của những dự án đi app trong tương lai bởi vì cái trend này thì rất là hot và các quỹ bắt đầu tham gia vào cái nền tảng này rồi thời gian vừa qua cũng đã minh chứng rất nhiều các dự án theo hình thức di staking và tiêu block tăng trưởng cực kỳ là mạnh luôn ok và nếu mà chúng ta cảm thấy clip của mình hữu ích hãy thả cho mình một like subscribe youtube và nhớ một thông báo lên để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau